Ant-Man 3 là phim hay nhất Phase 5 MCU tính đến thời điểm hiện tại, phim hay nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel từ sau Black Panther: Wakanda Forever và luôn nằm trong top 3 những bộ phim người kiến hay nhất mọi thời đại. Vui tính không? Vui tính phết. Phase 5 của Marvel đã chính thức khởi động, trailer The Flash thì cũng hay đấy, nhưng mà người kiến và Chính Minh Ông đã đến trong thị trấn rồi. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì được lại một tí về Marvel. Gần đây để nói về những sự việc không may xảy ra thì người ta ít dùng từ thảm họa mà người ta dùng từ Phase 4 của Marvel. Và kỳ lạ là chất lượng kém nhưng mà tiền vẫn về đều như vắt chanh. Liệu Marvel vẫn làm những phim tệ và dùng mác vũ trụ phim của mình để tiếp tục lôi kéo khán giả hay không? Liệu khán giả có thực sự muốn đi xem một bộ phim chỉ vì họ đã lỡ dấn thân sâu vào cái hố thỏ này? Thứ hai, có ấy, bọn tôi vẫn có ấy. Tôi vẫn cần đi xem để biết vũ trụ Marvel có gì tiếp theo. Cơ mà Marvel không thể mãi như vậy được, DC sẽ vượt họ mất. Nhưng mà để chạy đường dài thì Marvel dĩ nhiên không thể liều mạng ra tiếp những Black Panther 2 hay She-Hulk. Và họ quyết định sửa sai trong Ant-Man 3, viên gạch đầu tiên của Phase 5. Quantum Media mở ra một thế giới hoàn toàn mới của vũ trụ điện ảnh Marvel và giới thiệu phản diện lớn tiếp theo, Kang the Dù, hoặc là Kang the Conqueror nếu bạn muốn nó chính xác. Cái móng của vũ trụ mới mà các Marvel con hay nhắc đến mỗi khi phim của nhà mình bị chê. Sau bao nhiêu lâu liệu đã xây móng xong chưa? Đây có phải là video chê phim không? Tất cả sẽ có trong video review ngay sau đây. Phần phim người kiến này quan trọng hơn hẳn hai phần trước, không chỉ là Paul Rudd và mấy trò biến hóa to nhỏ của anh, mà đây là bộ phim đặt nền móng cho giai đoạn mới, giới thiệu siêu phản diện tiếp theo của MCU một cách trực tiếp chứ không phải thoáng qua như trong Loki. Và chúng tôi sau khi xem xong thì trừ anh Châu Huệ Linh ra thì đều thấy là phim làm được điều này ở nhiều khía cạnh mà chúng tôi không nghĩ là phim có thể làm được. Đồ họa kỹ xảo được đầu tư kỹ lưỡng hơn hẳn Phase 4, câu chuyện mạch lạc ngắn gọn, xúc tích liên kết hợp lý. Tất nhiên là nó không có gì đặc biệt kiểu Primal Fear hay là gì cả, nhưng mà nó đủ với một Marvel con hoặc là một khán giả đại chúng. Đội ngũ ánh sáng lần này được trả tiền đầy đủ hơn và các mảng miếng hài hước cũng đến một cách tự nhiên, không bị thoa bốn. Tình cảm gia đình các thứ cũng có chỗ trong kịch bản, mặc dù là nhiều đoạn bị cringe và sáo rỗng như là đoạn kêu gọi kháng chiến. Đánh giá sơ bộ là cũng ổn áp. Tuy nhiên là phim vẫn không tránh được những lỗi cơ bản như là mô típ phim siêu anh hùng thì dĩ nhiên là không có gì mới lạ được. Sự xuất hiện của MODOK đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả là điều tốt, nhưng mà nếu như không phải là MODOK được giới thiệu quá đỗi hoành tráng, phản diện làm tốt ở đoạn giới thiệu nhưng mà đoạn giao tranh cuối thì bị nớp hơi quá đà, và đặc biệt là diễn xuất kẹo vua đời Hà Tĩnh của Cassie Lang, khuôn mặt và tông giọng 10 lần như một nhưng mà toàn được trao những phân cảnh quan trọng nhất, dẫn đến một diễn xuất bị kéo xuống đáng kể. Đầu tiên là nói về cảm quan đánh giá của tôi và hầu hết những anh em trong giờ reviewer về phim đi, thì bọn tôi thấy nó ổn, thực sự ổn mà, không hiểu sao mọi người cứ chê. Mấy phim trước thì giờ bọn tôi vẫn chê như thường. Nhiều ông đang kiểu hơi bị coi Marvel như kiểu phim Việt Nam ấy, kiểu cứ ra là chê, chưa biết phim như nào. Marvel thì cũng có phim hay mà, chứ không phải bây giờ thôi. Nếu mà công tâm so sánh thì so với phim cùng hạng cân chứ các ông đòi sánh người kiến như là Winter Soldier hay là Spider-Man 2 thì lấy đâu ra. Về cốt truyện thì phim tiếp tục hành trình của bố con ông cháu nhà kiến sau giai đoạn Endgame. Cassie đủ lớn để nhận ra là X báo cha báo mẹ tham. Sau khi tự mầy mò về lượng tử giới, Cassie vô tình kéo cả nhà vào trong và vướng vào một cuộc truy sát của Kang the Conqueror vì một mục đích của hắn mà tôi sẽ không spoil. Các bạn đi xem phim thì biết. Khen trước đi. Người kiến phần 3 làm được việc mà nó cần làm là giới thiệu về lượng tử giới, và giới thiệu tốt. Cái thế giới lượng tử này mang lại cái vibe như Star Wars ấy, cũng là sa mạc, xong mấy ông du mục quấn khăn, những công trình máy móc, tàu bay. Cách họ xây dựng nhân vật, đồ đạc, nhà cửa cũng hay ho. Các nhân vật khá giống người ngoài hành tinh trong Star Wars nhưng mà có nhiều sự thêm thắt hơn, tạo được cảm giác là đây là giới lượng tử, cái gì cũng có thể xảy ra, bạn không cần, không nên và đừng có muốn hiểu. Điều này sẽ không thể thành công nếu mà không có sự chỉn chu trong khâu đồ họa. Các bố đừng có nhìn vào mấy cái hình trên mạng về tạo hình của MODOK để chơi kỹ xảo, chúng tôi thấy phần kỹ xảo của phim làm được. Tuy nhiên thì đây là phim được quay gần như hoàn toàn trên phông xanh thì sẽ không tránh được một vài cảnh CGI bị năm 90. Nhưng tổng thể bức tốt, tốt hơn kỳ vọng và không hề xúc phạm mỹ quan người xem. Chưa kể là trông MODOK buồn cười vãi chưởng, điểm cộng. Tôi lên mạng thì thấy ông này khen đẹp, ông này nhận là fan Marvel lại chê xấu. Ông này thì bảo là phim ngoài hai cái này để chê ra thì không có gì để chê, nhưng mà chỉ cho 3.5/10. Nói chung là 9 người 10 ý, ai thấy đẹp thì nó đẹp. Mà nó đến Star Wars thì chắc chắn là phải nó đến màn combat cuối cùng. Nó hiểu quân kháng chiến nổi dậy này, phi thuyền bắn nhau này, xong quy mô cũng lớn. Tôi đánh giá là màn combat này ngoài việc ít siêu anh hùng hơn ra thì quy mô nó cũng phải ngang ngang với trận Wakanda trong Infinity War. Cảnh chiến đấu cuối cùng của Kang với Scott cũng khá là chiến, mặc dù là cách kết thúc giao tranh nó hơi đần, nhưng mà không người kiến mà chỉ có người phải có kiến chứ. Nhưng mà khá là máu me be bét và tốn nhiều máu hơn cả Tony đấm nhau với Captain. Đánh giá đấm nhau các thứ ok, đã mắt, dù thỉnh thoảng hơi cáu tí với kiểu ê sao dùng chiêu kia đi. Dàn diễn viên quá đông cũng không phải là vấn đề của phim, ngoại trừ Catherine Newton là diễn viên trẻ ra thì những người còn lại đều làm tốt việc của mình. Tôi không nói về diễn xuất cao siêu mà họ đều có highlight, ai cũng có một đoạn là ok, trừ cái cô leader màu đen da đen thì hơi
hơi bình thường, chẳng có gì. Phản diện Kang cũng được thể hiện tốt bởi diễn viên Jonathan Majors, nguồn gốc, mục đích phản diện rõ ràng, dễ hiểu đối với người xem. Xem phát là biết luôn là cái ông này định làm gì luôn, chứ không phải lằng nhằng hack não plot twist làm gì cho nó mệt. Tuy nhiên tôi cảm giác là phản diện này hơi đụt, tại vì Kang được giới thiệu là một phản diện lớn tầm cỡ hơn cả Thanos và đã từng quét sạch nhóm Avengers ở vô số vũ trụ. Nhưng mà trong phim này thì chỉ có vài chiêu vớ vẩn, mưu trí thì cũng không có, tùy tùng tay chân thì cũng khá thừa thãi. Không biết là có phải do ở trong lượng tử giới thì bị yếu đi không, hay là do bàn tay cân bằng tướng của Riot nhúng vào. Tóm lại thì sức mạnh của Kang trong phim hơi đáng thất vọng. Các mảng hài hước cũng đã làm tốt hơn so với hai phần trước. Phần này thì không còn Louis làm điểm nhấn, thì sự hài hước được đẩy cho những nhân vật khác, như là cái cục kẹo dẻo có thua nước ở trong người giúp mà bất cứ ai đến lượng tử giới hiểu được tiếng ở đây. Mà tôi nghĩ là một chi tiết khá là thông minh để hợp lý hóa chuyến du hành vào giới lượng tử của mấy bố con nhà này. Hợp lý. Thêm đó là anh da đen với khả năng ngoại cảm và đặc biệt là MODOK. Nhìn cái đầu rồi là đủ buồn cười. Phim cũng thêm một số chi tiết khá hay như là đoạn con mèo Schrödinger. Những đoạn gia đình thì cụ Nghĩa bảo là cảm xúc chạm đến nó, nhưng mà tôi thấy bình thường, hơi sáo rỗng. Hank Pym ngầu và Janet đỉnh vãi, hơn 60 tuổi rồi mà trông vẫn hấp dẫn. Thế bà cô này trông thần thái quá xịn luôn, thích từ hồi Gangster Paradise. Nhưng mà điểm chê cũng có nhiều chứ không phải ít. Đầu tiên là phải nói về mô típ siêu anh hùng của phim cũ. Nó kiểu như mấy bộ Shonen hay là Fast and Furious ấy. Mọi thứ có thể giải quyết nếu chúng ta quyết tâm và có tình yêu thương với những người xung quanh. Nó vẫn dùng được, nhưng mà nó cũ, thiếu bứt phá, không mới. Thực ra cũng không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm xem phim, tại vì phim Marvel mà có vẻ là đem dự Oscar đâu. Nhỉ Marvel nhỉ, chúng ta không nên đem một bộ phim siêu anh hùng đi dự Oscar nhỉ. Nội dung của phim cũng sẽ là trở ngại với người xem mới nếu mà chưa theo dõi kỹ càng vũ trụ của Marvel, đặc biệt là Loki. Và thực sự nếu mà chưa biết gì về Marvel thì sẽ cảm thấy phim nhiều đoạn khó hiểu vãi chưởng. Cái này thì các bạn có thể xem lại recap của The Reviewer là xong. Nếu còn nếu bạn không quá quan tâm đến logic các thứ, xem phim kiểu cưỡi ngựa xem hoa, thằng này hóa nhỏ xong rồi đấm kinh phết, thằng kia bắn các thứ mạnh phết, thì phim này dừng ở mức ok, nốt được. Tóm lại thì để hiểu mọi thứ đang diễn ra thì hãy theo dõi hết mở phim của MCU. Và để hiểu hơn về tiếng Anh cũng như là học tập tốt tiếng Anh thì tôi xin giới thiệu nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Cambly, nền tảng học tiếng Anh trực tiếp liên kết bạn với người dân bản địa, với thế mạnh lớn nhất là sự linh hoạt. Có nghĩa là bạn có thể học Cambly ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, với bất kỳ thiết bị công nghệ nào bạn có. Luôn có những giáo viên bản địa, và nhấn mạnh là bản địa Anh, Úc, Mỹ chứ không phải là Singapore, Malaysia, có thể kết nối với bạn ngay lập tức, hoàn toàn tuân theo thời gian biểu bạn đề ra. Thậm chí kể cả đang ngồi trong rạp xem người kiến mà không biết thuật ngữ kia là gì, bạn hoàn toàn có thể kết nối với Cambly để trao đổi ngay và luôn, hoặc là hỏi đứa bên cạnh thì thế có vẻ dễ hơn. Nhưng mà Cambly không chỉ đơn giản là hỏi đáp tiếng Anh, với hệ thống gia sư chất lượng đều là những người bản địa và đã qua nhiều bài kiểm tra gắt gao, bạn có thể chọn cho mình bất kỳ giáo viên nào cảm thấy phù hợp với tính cách, chất giọng và nhiều yếu tố khác. Đối với những học viên mới thì Cambly cũng có thể cung cấp những giáo viên gia sư có thể nói được tiếng Việt, hoặc là bạn có thể sử dụng tính năng chat với khả năng dịch tự động giúp cái sự trao đổi giữa học viên và gia sư được dễ dàng hơn. Cambly luôn hỗ trợ nhiệt tình với những học viên mới, kể cả những bạn chưa biết mình muốn gì. Bạn có thể lên web hoặc tải ứng dụng Cambly trên App Store hoặc Google Play, nhập mã TR0223 để được giảm 28% cho khóa học 3 tháng và tận 40% cho khóa học 12 tháng. Và nếu bạn còn đang lăn tăn Cambly dùng có tốt không, thì đây là một đoạn tôi đã thực sự học thử với gia sư trên Cambly. It was when you mentioned the writing system earlier, you know, yeah. How Vietnamese is more similar. I was thinking Vietnamese has a lot of diacritics. Diacritics are all the marks above the letters. Like, you know, like this, that's, you know. Oh, that's what they call. Yeah. I don't know what they call it in English. yeah. I would say like the most diacritic rich language, you know, it's maybe Vietnamese, because it's so many, you know, marks. Yes, we have like this, huyền sắc and hỏi. Trở lại với người kiến ba thì phản diện Kang có một màn giới thiệu rất cháy để giới combat cuối thành cho luôn, nớp một cách thảm hại. Không chỉ là nớp so với nguyên tác comic mà còn bị nớp so với chính bản thân mình 15 phút trước. Lúc xuất hiện mạnh mẽ cỡ nào thì cuối phim đần cỡ đấy, yếu hơn cả con kiến. Có thể lúc xem các ông nghĩ thế, nhưng mà nếu mà xem cả hai cái after credit xong thì chắc cũng không chê về phản diện lần này. Nếu mà không nớp thì người kiến đúng chỉ có cạo đất mà ăn. MODOK cũng có sự xuất hiện thú vị, được giới thiệu là sinh vật máy móc được thiết kế chỉ để giết chóc, và đúng là hắn sẽ giết mọi người thật bằng cách là làm mọi người chết, vì cả tạo hình lẫn những cái tình tiết buồn cười. Điểm trừ duy nhất là cái chuyển biến tâm lý nó bị anime ấy. Kiểu ơi không, tao là người xấu, xong rồi đừng làm người xấu nữa. Ok, ok nha. Cái chê nặng nhất chắc là Catherine Newton. Diễn xuất đâu chắc phải cỡ VNPT 10 cảnh như một như dung vũ của Marvel. Những cảnh cần cảm xúc thì cô ấy này chưa làm tốt. Cảnh nút thắt trong phim cần phải có cảm xúc một chút thì cô làm trôi tuột và thiếu thuyết phục, cảm giác hời hợt.
Nói chung là Catherine nên cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình nhiều hơn vì chặng đường của cô với MCU sẽ còn rất dài. Hy vọng là trong video review tiếp theo có mặt cô thì không phải chê bai diễn xuất thêm nữa. Tóm lại thì ngoài những cái không hay thì phim cũng hay, tất nhiên rồi. Sau cái phase 4 đáng thất vọng thì có lẽ đây là dấu hiệu tích cực cho sự trở lại của Marvel trong những bộ phim sắp tới. Người Kiến không phải là một nhân vật quá nổi tiếng, hai phần phim trước cũng không có gì là quá xuất sắc, nhưng mà phần này được làm đến đây thì thực sự là đáng khen vì nó làm tốt vai trò của mình trong việc xây dựng thế giới và cũng là một bộ phim ổn áp để xem. Các ông chê phim hơi khó tính quá thì phải, nó không hay kiểu vãi chưởng, không đến mức là không tôn trọng đồng tiền mình làm ra. Những điểm số trên mạng thì có thể đánh giá một phần nào đấy, chứ mấy ông bảo là phim này kém hơn Thor 4 thì ông thì còn so với phim Việt Nam, ông muốn chê ngay từ cái poster, ông thì còn chê như chưa bao giờ được chê. Thì tôi thấy là nên tự ra rạp xem để có cảm giác tốt nhất về phim. Vẫn có nhiều người thấy phim hay mà. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer và những kênh trong hệ thống của The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.